sau vài tháng suy nghĩ thì mình có một cái quyết định táo bạo là bỏ phố vài tháng về Đà Lạt mở một cái xưởng nông sản trái cây sấy chỉ vì ước mơ của mẹ hơn 30 năm xin chào mọi người mình là Thi đây đáng lẽ ra là tôi về từ năm trước rồi nhưng vì ở Sài Gòn á cơ hội công việc của tôi nó phát triển hơn nên cứ lưỡng lự hoài chưa có kinh nghiệm xét ấp xưởng trái cây sấy nữa nhưng chỉ vài tháng đây thôi thì mình tự thấy là mình phải tự tin hơn liều hơn làm nhiều hơn nó nên tôi đã quyết định là hoạt động ở hai nơi là Đà Lạt và Sài Gòn luôn tôi vẫn review food ở Sài Gòn nha đi đi về về nên chắc chắn một điều là công việc review yêu thích của tôi sẽ không bỏ được hai đứa tôi đi phượt về khúc này là tới dầu ăn sáng nghĩ cũng hơi buồn ấy vì chưa bao giờ xa Sài Gòn lâu vậy á nhưng cái buổi sáng hôm sau thức dậy tại nhà ông ngoại ở quê thì như được chữa lành luôn không khí trong lành yên bình thoải mái lắm ở Sài Gòn giờ này còn nướng chứ ở quê là 5 giờ ngoại tôi đã dạy tập thể dục và chế cà phê uống rồi phơi nắng xíu thì tôi đi ăn sáng nha ở đây ăn sáng rẻ lắm luôn á và đặc biệt là ăn mấy cái món mà tôi thích từ nhỏ tới giờ như là bún riêu mì quảng Đà Lạt rồi đó ai mà ở cùng quê đang với tôi thì biết ngay cái quán bún bò cô Hà này bán chắc cũng được mấy chục năm rồi đó bằng tuổi tôi luôn rồi á mỗi tô bún riêu mì quảng đầy đủ có 15 20k à. nhưng mà dậy trễ hơn 8 9 giờ là không còn tô nào nữa đâu mà ăn ở quê người ta ăn sáng uống cà phê sớm lắm đúng là cái vị hồi xưa giờ tôi được ăn luôn á bún riêu chất lượng 20 cành là quá đã nay ăn lại cái tô mì quảng nha có xương này có sa tế có cục riêu nữa mọi người quá là đã luôn thời tiết buổi sáng ở quê xe lạnh ăn cái gì nóng nóng là thôi ngon là lắm luôn ăn sáng xong tôi chở thêm một ít trái cây và sạc mẹ tôi ở chợ nha ai mà theo dõi tôi lâu rồi sẽ biết mỗi ngày tết á là mình sẽ về phụ mẹ bán trái cây nhà tôi là hai đời bán trái cây rồi đó và mẹ tôi đã hơn ba năm bán buôn ở chợ nên đợt này tôi quyết định giữ cái nghề của mẹ tôi làm sưởng trái cây sấy để tiêu thụ hết trái cây của mẹ gửi cho tất cả các bạn ở xa có thể ăn được trái hồng và trái thơm quê tôi nè. Mong là bạn sự khởi đầu hạnh thông. Trước tiên là phải đi đăng ký giấy tờ làm xưởng nè. Công bố sản phẩm và giấy an toàn thực phẩm cũng như thế các kiểu. Mong là mọi người vẫn theo dõi và ủng hộ trái cây sấy của nhà tôi sắp tới xuất hiện trên sàn TikTok Shop nha.